À ngày 5 tháng 5 năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa huyện, Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Thủy Nguyên đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Thủy Nguyên khóa 6 do đồng chí Trần Ngọc Đức Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công ty nhấn mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ công ty đã đoàn kết đổi mới hình thức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó công ty được tái cơ cấu theo quyết định số 456 QĐUBNQ của ủy ban dân thành phố hải phòng. Đồng thời hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của công ty. Đối với công tác khai thác vận hành công trình, công ty đã vận hành khai thác an toàn và hiệu quả. Hệ thống công trình trên địa bàn đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nước có chất lượng cao phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Cùng với đó, công ty đã quan tâm đầu tư sửa chữa các công trình với tổng nguồn vốn đạt trên 120 tỷ đồng, bằng 164% so với nhiệm kỳ trước. Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả với tổng doanh thu thực hiện nhiệm kỳ 2015-2019 là gần 200 tỷ đồng, bằng 184% so với nhiệm kỳ trước nộp ngân sách nhà nước trên 8,3 tỷ đồng, bằng 270% so với nhiệm kỳ trước. Công ty làm tốt công tác quản lý sử dụng lao động, thực hiện các chế độ cho người lao động với thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng một người một tháng. Trong công tác xây dựng Đảng trong năm năm qua, đảng bộ kết nạp được 17 quần chúng, quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết cấp trên. Số đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 95 đến 100% trên một năm. Đảng bộ giữ vững danh hiệu đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Lập, thành ủy viên Bí thư huyện ủy, đã ghi nhận biểu dương những kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ và xây dựng đảng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Thủy Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Thông tin sự phát triển vượt bậc và kinh tế xã hội của huyện Thủy Nguyên trong thời gian qua từ các đại biểu trong đại hội, đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn công ty tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển tương xứng, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện nhà. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Văn Lập thành ủy viên, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh một số vấn đề là Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Thủy Nguyên cần xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ công ty lần thứ bảy đề ra, khẩn trương giả soát điều chỉnh công tác quy hoạch thủy lợi đảm bảo sự phát triển toàn diện phù hợp với sự phát triển chung của huyện, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với nhiệm vụ phát triển của công ty, xây dựng các tổ chức phát triển vững mạnh, xây dựng công ty phát triển. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia đại hội tập trung dân chủ, khách quan, công tâm, bầu ban chấp hành đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu đề ra. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ trách nhiệm, đại hội đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi huyện Thủy Nguyên đã bầu ban chấp hành đảng bộ công ty gồm 7 đồng chí đồng chí Trần Phong Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty khóa 6, được Đại hội tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới.